Sau đây là cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính từ 13 giờ ngày 8 tháng 9 đến 13 giờ ngày 9 tháng 9. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng tính từ 13 giờ ngày 8 tháng 9 đến 13 giờ ngày 9 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 35 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 14 ca bệnh đã cách ly tập trung, 14 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời ở nhà, 3 ca trong khu phong tỏa, 1 ca chưa cách ly, 3 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình. Số bệnh nhân chữa khỏi bệnh 95 người. Tổng số lượt người được xét nghiệm toàn thành phố trong ngày 104.162 lượt. Trong ngày đã tiêm 24.535 liều vaccine, cộng dồn đã tiêm 296.536 liều. Tiếp sau đây là cập nhật tình hình dịch bệnh tại các quận huyện tính từ 13 giờ ngày 8 tháng 9 đến 13 giờ ngày 9 tháng 9. Quận Hải Châu có 4 ca mắc mới, các phường Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1 không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Thanh Khê 14 ca mắc mới, phường Hòa Khê không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Sơn Trà 1 ca mắc mới, các phường An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây và Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Ngũ Hành Sơn không có ca mắc mới. Phường Hòa Quý không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Liên Chiểu không có ca mắc mới ghi nhận. Quận Cẩm Lệ 15 ca mắc mới. Huyện Hòa Vang có 1 ca mắc mới. Các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn và Hòa Phong không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Hiện tại, toàn thành phố có 18 xã phường 14 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và hiện không có khu phong tỏa.